Ở trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thanh Nhã, Hải Yến được xếp đá chính, trong khi Tuyết Dung, Huỳnh Như dự bị. Một trận đấu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chủ trương trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ trước đó chưa được ra sân chính thức. Nhưng trong một thế trận, đối thủ vượt trội về đẳng cấp và cần thắng và ghi nhiều bàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ. Chúng ta đã có những phút đầu tiên thăng hoa, nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt như trong trận đấu trước đó với Bồ Đào Nha. Chỉ khác là trong trận đấu này, tuyển nữ Hà Lan đã liên tiếp có được những bàn thắng. Tỷ số 6 không cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ. Rất nhiều người từng nhắc đến trận đấu trước tuyển Mỹ để khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng đặt trong bối cảnh trận ra quân có thể chỉ cần thắng, giữ sức, bảo toàn lực lượng khác hoàn toàn với cục diện phải thắng và thắng đậm như Hà Lan. Nếu đặt bối cảnh tuyển Mỹ phải chơi ở tâm thế như Hà Lan, có thể tỷ số sẽ khác. Thế nên, khó có thể dự đoán dựa vào kết quả từng trận đấu mà không đánh giá được bản chất thực tế. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại World Cup 2023 với 3 trận thua, 0 bàn thắng, 11 bàn thua. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nên, cách chúng ta rời World Cup 2023 cũng được xem là điều bình thường. Một giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn rộng ra, chúng ta có nhiều cái được ở giải đấu lần này. Thông tin Thùy Trang được Lang FC đội bóng Huỳnh Như đang khoác áo mời thi đấu là một điểm sáng. Dù tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được ra sân ít lần, điều này cũng cho thấy sự chú trọng và đánh giá của các đội bóng nước ngoài đối với tài năng của cô. Ngoài ra, những cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn ở giải đấu này. Đó là Kim Thanh với những pha cản phá và tinh thần thi đấu quả cảm. Đó là Dương Thị Vân, một cầu thủ nhỏ con, có chiều cao thấp nhất World Cup 2023 nhưng lại trở thành vị trí quan trọng trong đội hình của tuyển nữ Việt Nam. Cô không ngại khi đối đầu với các đối thủ cao lớn, vượt trội về thể hình. Đó là Thanh Nhã, một cái tên đã cho thấy sự trưởng thành, một người kế thừa những đàn chị, dần trở thành trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Một điểm sáng đáng chú ý, trong hành trình tại World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, có sự đồng hành, ủng hộ của người hâm mộ tại New Zealand cũng như ở quê nhà. Sự kiện tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup từng tạo thành cơn sốt mạnh mẽ. Những sự tự hào và đủ ca từ được viết lên ca ngợi những cô gái. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành thêm được 2 chức vô địch SEA Games để đi vào lịch sử với những danh hiệu vô tiền khoáng hậu. Nhưng tất cả những giai đoạn hoàng kim, những thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được ví những cơn sóng đến nhanh và qua nhanh. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dường như chỉ được sự quan tâm nhờ những thành tích có được. Nhưng sau đó, đọng lại là gì mới là điều đáng chú ý. Bóng đá nữ cần được đầu tư nhiều hơn, giải vô địch quốc gia nữ cần được nâng tầm hơn. Đây mới là giá trị bền vững để góp phần tạo ra những tấm vé World Cup tiếp theo. Tuyển nữ Việt Nam từng được tung hô sau trận thua có bàn thắng trước Đức trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup 2023. Hay như một cơn mưa lời khen đã xuất hiện sau trận ra quân trước tuyển Mỹ. Nhưng rồi mọi thứ dần nguội lạnh sau những màn trình diễn đúng giá trị trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. Những thành tích đáng chú ý của các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn mãi là điểm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam.